Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những bộ dây nguồn được DIY tặng tôi là một phiên bản 7 lõi dẫn của Hitachi bãi Nhật và được DIY những đầu jack cắm của Akufei phiên bản kỷ niệm 40 năm của hãng. Akufei rất là đẹp và chất lượng như thế này thì các bác và anh em cùng xem lõi, xem chi tiết về cái đầu jack này và cũng như em sẽ show cái lõi để các bác và anh em cùng nắm được. Khi bản dây lần này thì em có trước đó thì cũng có bán khá là nhiều cho các bác và anh em rồi, thì là nhân tiện cũng là làm được clip là trả hàng cho khách những sản phẩm mà khách đặt trong ngày hôm nay, là những bộ dây nguồn đặt rất là nhiều. Thứ hai là cũng để giới thiệu đến các bác và anh em tiếp là vẫn còn vài cặp dây nguồn như này để các bác và anh em nhanh chóng sở hữu cho mình. Đấy. Về con này thì có cái ưu điểm về cái hình thức bên ngoài nhé, cái ưu điểm của nó khá là mềm, to vừa phải, các bác anh em thấy nó khá là gấu và to như này, cầm cái dây cảm giác rất là gấu và chất lượng như này rồi. Đấy, rất là chất như này và được cái này rất là mềm, nó mềm nên việc đi dây các bác và anh em đi dây rất là thích. Đấy, làm dây nguồn tổng cho cả hệ thống, làm dây nguồn cho thiết bị cũng rất là ok. Yeah. Rồi, em sẽ lấy một cái sợi chi tiết để các bác và anh em cùng xem ở đây. Trước tiên là về cái dây, thông số của dây. Dây này em sử dụng dây của Hitachi phiên bản AVKM này, 4147 HCV này, sợi tai 2586 105 độ C 600V. Các bác và anh em thử là dùng điện áp nào mà dùng tới 600V không? Nó quá là, tức là cái độ chịu đựng của dây này nó quá là kinh khủng nha. Hitachi LF các bạn em xem. Rồi. Ok, đây về cái dây. Còn về đầu jack đây, hai cái jack cắm các bạn em xem. Nó đẹp như này. Nhìn cái jack đã thấy thích rồi. Hàng này thì chắc chắn là hàng bãi xịn cho các bạn anh em, chứ phải hàng loại 1, hàng loại 2 đâu, hoặc là một loại 2 thì không tính tiền. Akufei. 2N này. Và những cái rác này các bác anh em để những cái kể cả những cái ốc vít của nó bằng ốc vạm vàng và ốc đục rác như này, ngay cả những cái tiểu tiết nhỏ mà em rất hay để ý, những cái tiểu tiết nhỏ cái ốc chặn này, đục rác mạ vàng luôn. Đấy, cầm cái rác trên tay cảm giác nó rất là sang, rất là thích như này. Rồi, em sẽ để riêng ở đây. Đấy, ở bên trong đây, trước khi em làm thì em cho các bác em xem cái rác luôn. Đây là cái rắc của nó, các anh em xem cả cái thân rắc nó đúc nguyên khối như này, bằng kim loại như này, dày dặn như này, quá là chất lượng. Về riêng cái phần thân rắc không nó đã đủ xịn rồi. Đấy, còn ở đây là phần dây bên em đã đi hay qua thì các anh em xem cho. Đấy, rất cẩn thận. Những con rắc như này. Rồi, để các bác và anh em không phải đợi lâu thì em cũng sẽ tách, xin phép tách ra một đoạn dây để các bác và anh em. Tất cả em còn mấy mét đây thôi, tức là còn đâu có khoảng tầm vài bộ dây nữa là hết dây nguồn các bác và anh em nhé. Phiên bản 7 lõi dẫn này nhé. Mỗi lõi của nó 2,5 ly, các bác và anh em lưu ý cho. Em sẽ tách sâu xuống một chút cái bản này. Tách sâu xuống một chút. Và thôi, cũng đỡ phải tách nữa nhé. Em sẽ lấy luôn cái một chút lõi cũ này. Bởi vì dây nó rất là xịn, cũng rất là hiếm nên là em sợ cắt đi hơi và lãng phí này, thôi em xin phép em tách luôn lõi cho mọi người xem cái lớp vải dù ở đây, các bác và anh em xem lớp vải dù này, lớp giấy này quá là hay luôn nhá. Bên trong là cái lõi, 7 lõi, 1 2 3 4 5 6, 7 lõi dẫn và mỗi lõi của nó 2,5 ly. Thông thường em nói thật với các bác và anh em, chỉ cần một cái lõi dẫn này thôi cũng truyền cho được cả cái hệ thống điện rất là khủng đấy nhá. Đây là nó tới 7 cái lõi như này, nó truyền cái mức độ truyền là như thế nào và nắm được mạ bạc nữa, nên là cái độ truyền dẫn của nó gần như là cái độ suy hao nó cực kỳ là thấp. Đấy, cũng như là cái độ chống nhiễu của nó. Ở đây thì nhất rồi anh em nghĩ rằng là nó 7 cái lõi nó đều màu đen giống nhau, thực ra là có đánh số rất chi tiết này. Các bạn anh em thấy số 3 này, tức là họ đánh số từ 1 cho đến 7. Có số thứ tự rất rõ ràng đây. Số 7 đấy các bạn anh em nhé, số 7 này. Số 7. Đấy. Số 5 này. Số 6 này. Số 6 này. Số 5 này, số 4 này. Số 3 này. Đấy. Chắc là cái này số 2 là đúng chính xác, số 2 này. Và còn cuối cùng là số 1 đây. Cái số 1 đây thì các anh em xem. Nó đánh số thứ tự rất là đều từ 1 đến 7 và họ sắp xếp cái dây này theo cái chiều, họ xoắn lại theo cái chiều như này, cứ xem một cái chiều nhất định. Và những cái xoắn cái kết cấu dây như này
nó giúp cho đảm bảo vấn đề về triệt tiêu nhiễu trên đường truyền nó rất là tốt các bác và anh em nhé. Nếu như các bác và anh em để ý, dù là dây đắt tiền hay dây rẻ tiền chăng nữa thì khi hãng họ thiết kế này, họ đều có cái kiểu kết cấu là xoắn dây lại với nhau để giảm cái độ nhiễu một cách tốt nhất. Và ở đây thì họ sắp xếp theo kiểu là bảy nó xếp xung quanh một cái thứ dây dù ở giữa này, như các bác anh em thấy bảy cái lõi đã xếp như kiểu hình đồng trục ấy, vòng quanh một cái lõi ở giữa này. Đấy là cái kết cấu của dây mà đánh giá rằng là rất là tốt trong quá trình mà giảm nhiễu trên đường truyền. Đấy rồi, ok, về lõi dẫn là như vậy và dây rắc cũng như vậy rồi. Và cái thứ ba mà chúng bên em là bên EQ 301 thì chuyên về DIY dây dẫn cao cấp, đây là về cái độ chính xác, độ tỉ mỉ thì các bạn yên tâm không còn gì phải phản cãi nhá. Và một bộ hoàn chỉnh như này thì bên em sẽ làm hai chiều dài cơ bản, thứ nhất là 1,5 m, có giá là 850.000 đồng một sợi như này, 850 một sợi dây nguồn như này. Và chiều dài thứ hai là chiều dài 2 m, sẽ có giá là 950.000 đồng một sợi, các bạn em nhé, 950.000 đồng một sợi, chiều dài là 2 m. Đấy. Ngoài ra thì hôm nay thì cũng mới lại về khá là nhiều những sợi dây nguồn bãi Nhật để cho các bạn em nào mà có thể lựa chọn mua sắm cho gia đình mình. Rất nhiều anh em mà cũng có sở hữu dây này chiều dài là 1,8 m, các bạn anh em nhé, 1,8 m dây bãi Nhật, dây này khá là to. Trên này là dây ghi này của nó là đâu nhỉ, em xem nhỉ, 105 độ C này, ba lõi, mỗi lõi là 2.08 ly, các bạn anh em nhé, đây 3 × 2.08 ly mm, mỗi lõi là hơn 2 ly, dây của Nhật, giá chỉ 150 một sợi, các bạn anh em, 150 một sợi. Em có rất nhiều anh em là mua tới 3-4 sợi về để thay dây nguồn cho nồi lẩu, cho nồi cơm điện, thực tế là có nhá. Còn dây này là sử dụng trong làm dây nguồn cho CD, cho đầu âm ly cũng khá là hay, 150 một sợi thôi, hàng bãi Nhật xịn đấy. Nếu như các bác và anh em nào yêu thích cái mẫu dây nguồn em vừa giới thiệu thì có thể nhắn tin gọi điện cho em qua số điện thoại để phía dưới màn hình 0908722688. Và ngoài ra các bác có yêu cầu về nhu cầu về DIY dây dẫn, dây loa, dây AV hoặc là dây tín hiệu âm thanh nói chung, có thể nhắn tin gọi điện cho bên em để bên em lựa chọn cho các bác và anh em một sản phẩm mà phù hợp với cái dàn âm thanh của các bác và anh em, phù hợp với túi tiền của các bác và anh em. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở video tiếp theo. Xin chào.